Hello anh em, chào anh em trở lại kênh của anh nha. Thì ngày hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần rồi, thì chúng ở đây một ngày chủ nhật cuối tuần thật vui vẻ ha. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi event nha anh em. Đó, thì ngày hôm qua cũng đã có xả 600 thùng để mà săn cái anh Sanji hắc ẩn rồi anh em. Đó, thì cũng còn dư ra có chừng 280 mấy thùng anh em. Qua tuần sau ráng cố gắng tích thùng để mà quay tiếp Sanji hắc ẩn anh em. Bởi vì nó cũng còn ra ở bên hệ hiếm á, tướng hệ hiếm á, nên là chúng ta quay thời điểm nào cũng được cả. Tuần này ưu tiên quay 600 thùng để lấy cái móc quay đặc biệt đó anh em. Đây, cũng đã quay xong 600 thùng rồi ha, để kiếm Sanji hắc ẩn nè. Rồi, ngày hôm qua đến giờ mình cũng đã có xả thêm su siêu cấp nữa anh em. Đó, được hơn 2 vòng rồi, 2 vòng mấy rồi nè anh em. Không biết là được 3 vòng hay không nữa, để mình coi, đang là có 100 rồi đúng không. Bây giờ quay 250 nữa hả ta. Đúng rồi anh em, quay 250 nữa là chắc được ấy. Để mình coi thử coi. Hoài, chắc không đủ rồi anh em ơi. Thiếu một chút ha. Thiếu cỡ chừng vài chục xu thôi anh em. Để ráng cố gắng được thêm một vòng nữa đi anh em. Để bởi vì tuần này quyết anh em ơi. Tuần này quyết định lấy cái bảo vật. À, tuần này quyết lấy cái vòng tinh lâm anh em. Nó vừa có tóc, nó vừa có miễn chống á. Nên là có thể gắn cho con Yamato được ha anh em. Đó, nên là ráng cố gắng lấy cái vòng tinh lâm này. Vòng tinh lâm giống y chang như là tinh lâm vòng tinh lâm trong phim đó thế nhỉ. Rồi, bây giờ tí hồi nữa sẽ xả nóng bít mom anh em, một nhát 200 nóng bít mom. Rồi, cái thứ hai nữa là nhận hai vòng xu vòng quay anh em, để mình coi quà ngày hôm nay nha. Mình cũng đã chơi cái tiệc Sanji anh em, được 9.000 mì ý rồi. Tuần này nếu mà ổn anh em thì cố gắng lấy 25.000 mì ý để mà đổi một cuộn L1 anh em. Ở bên này có quà nữa anh em, nhớ vào đây lấy ha. 10.000 tim là mát binh nha anh em. Có thêm lon goma nè. Rồi thêm cả thùng đồ các thứ nè. À, lấy thêm quà nha anh em. Đây, 25 xu. Oh, bên này có xu siêu cấp nè, được chứ bộ. Rồi, đây 20 thùng nữa nè anh em. Thì từ đây cho tới hết event thì ráng cố gắng cứ tặng ri đi anh em. Cuối event thì mới làm mới cái tốc độ này, để nó tiết kiệm kim cương nhiều nhất có thể anh em. Một ngày nếu mà đúng 24 giờ đó, anh em canh đúng vừa mới nhảy dây á, thì anh em sẽ tặng được 3 lần anh em. Đó, nhưng mà mình không có canh, không có rảnh mà canh nhiều như vậy, nên là thôi cứ 8 tiếng thì mình sẽ 8-9 tiếng gì đó anh em. Hoặc là mỗi ngày anh em vào anh em tặng 2 lần, sáng một lần rồi chiều tối một lần rồi xong rồi đi ngủ anh em. Là ngày được 2 lần là tiết kiệm được tới gần cả ngàn kim cương rồi. À, là cái đây là cái cách tặng mì ý của mình ha. Cuối event không đủ thì chúng ta xả kim cương, chúng ta làm mới sau. Rồi, cái thân tán tử này á, thì mình không biết có lấy nổi không anh em ơi. Bởi vì ở bên cái quay chiêu mộ đặc biệt á, và cũng như là mấy cái vòng quay nè, với lại đại hải tặc á anh em, nó không có cho chúng ta thêm gọi là quà anh em ơi. Nó không có cho chúng ta thêm mấy cái phép tính thì làm sao mà chơi anh em. Nó nên là nó cũng hơi khó khăn ha anh em. Không biết là nó có chơi nổi cái thần tán tử này hay không nữa. Tuần trước đã lấy một lần rồi anh em. Tuần trước đã chơi một lần rồi, để lấy một copy con Billet rồi. Ít 2-3 tuần trước chứ anh em, nhầm 2-3 tuần trước. Từ khi mà ra con Billet đó anh em, lấy một con để lên 10 sao rồi. Đó, tuần này thì ra thêm thì cái số lượng mình tích lại thì nó cũng ít lắm anh em. Còn y chang như cũ anh em. Đây, rương số ngẫu nhiên với lại phép tán thì chọn nè anh em. Cái này thì anh em xả kim cương nó mới có ha. Đây, 15.000 kim cương, nó cho thêm cỡ chừng 10 phép toán tùy chọn nữa nè. Rồi, sẽ nhận quà hai vòng quay su siêu cấp với lại tùm lum đồ quà hết nha anh em. Có cả tiệc bít mom rồi thắp nến rồi tùm lum hết nha. Quay su vòng quay nè, chủ yếu là su vòng quay ha anh em, nhận nhanh luôn. Đây, trời ơi, 50L1. 60 thùng lại ha anh em. 80 nón nè. À, chiến này là khô máu nón nha. 130 pháo hủy diệt, ngày hôm nay sẽ xả pháo hủy diệt cho anh em xem luôn. À, nó sẽ trả thùng lại cho chúng ta nữa anh em. Ô, 3.000 thẻ huyền bí. 600 nước mắt anh em. 650 chứ. Rồi, rương số đó nè, ngon, 10 cái. Ôi, hai con 10 sao. Ô, ngon. 45.000 đá cường hóa nữa nè. Ủa, đâu nhiều dữ vậy ta. Đó, hoàng tích ngày hôm qua đến giờ rồi xả xu rồi tùm lum hết anh em. Anh em hay gửi thư cho mình để mà đi solo ấy, thì anh em đợi mình tí ha, mình chưa có hoàn thiện team. Bây giờ đang chưa có xả tài nguyên để up lại team nữa. À, đây anh em, thu thập 50. Cái này nó có thêm cả cái nhiệm vụ bên nóng bít mom nữa nè anh em.
thu thập 100 thuyền viên 5 sao từ chiêu mộ nữa nè. Đây, mình sẽ làm, mình đã làm được xong cái ở giữa rồi. Còn cái dưới anh em, làm 30 cái nhiệm vụ 4 sao anh em. Đã lấy thêm 350 xu vòng quay ha, 15 nón nè. Cái này anh em bắt buộc phải xong nha anh em. Bắt buộc anh em phải làm nha. Bên này là chắc chắn là anh em phải làm hai cái dưới nha. Còn cái trên thì anh em làm tới đâu thì tới nha. Bởi vì cái trên thì nó chỉ có một nón với lại đồng Belly mỗi vòng thôi. Đó, nên là anh em cày chay đánh cố gắng lấy. Rồi, vô xả nón trước anh em ơi. Hay da, 248 nón xả được một lần ha. Cái này là cái vòng tinh lâm nha anh em. Hay da, nếu mà không được thì chúng ta sẽ có một là rương bảo vật tùy chọn, hai rương bảo vật ngẫu nhiên. Nếu mà ok tuần này thì ráng cố gắng, không biết là được 600 nón hay không nữa ta. Mở ba nhét và hơi thốn á. Trước đó là mình đã mất 74 nón, 75 nón để lấy một con Nami Wano rồi. Mở con Nami có nó còn không ra nữa anh em. Ai da, bữa nào anh em nha. Bữa nay Trời ơi, ngẫu nhiên nó không được tùy chọn nữa anh em. Chán thực sự, khó lắm anh em ơi. Bảo vật này auto 3 lần luôn á. Ông nằm hên lắm thì một lần. Hay da, 200 nón ra đi, chưa thấy ngày về. Ok, mở cái rương này thử coi nó cho cái gì ha anh em. Hy vọng là sẽ cho để mình coi mình thèm cái gì coi. Mình thèm cái gì nó cho đó. Nó hay cho mấy cái này lắm anh em ơi. Dao găm đồ nè, với lại chui xanh đồ, mấy cái này mình có hết rồi. Ồ, cái này cho anh sạn cũng được chứ bộ ha. Cái nào mà có tóc ấy, tóc với cong ấy, cho sạn được. Ok, mở ngẫu nhiên nha anh em. Mình nghĩ là chắc mấy cái trùng thôi. Dao găm đồ đó. Ồ, gậy thời tiết hả? Trời ơi, mát cả cùi luôn ạ. À, giảm thương, máu, xét thương chuẩn. Cái này cho con cái này cho con Bích Ghi được anh em nhờ. Chán ghê chưa. Rồi, ngày hôm nay sẽ cho con Nami Wano của mình lên E5 luôn nha anh em. Để mình coi coi, thiếu đúng một copy thì sẽ mở một cuộn L1 luôn anh em. Mở một cuộn L1 luôn là đủ ha. Để mình coi còn copy dư bên này không. Xả cái đám này luôn đi anh em, biết đâu được ra con Billet hoặc là con Nami Wano. Thì chúng ta khỏi cần là bà chị nè, khỏi cần xả cuộn L1 anh em. Để nhiều làm gì, xả luôn đi. Yes. Nó phải vậy chứ anh em, trời ơi. Tuyệt vời. Ngon chưa anh em? Má ơi, nhân phẩm cuối tuần anh em ơi. Rồi để mình coi coi, dưới này không có bà chị nha anh em. Ở dưới này không có con Nami ha. Trời ơi, đang mình đang còn dư một cuộn L1 nữa nè anh em, đang tính mở luôn á. Đây, đang tính mở luôn á. Mà ai về đấu ra luôn rồi. Ôi, lên 364 cái thùng bia lại rồi nè anh em. Qua tuần sau xả tiếp ha. Đang có tổng cộng là 535 cái phá hủy diệt anh em, tí xả cho anh em xem luôn. Ồ, rương phép toán này nó lên nhiều nhiều rồi nè. Để ráng cố gắng tích nhiều nhiều để mà chơi cái sự kiện tuần này anh em. Ồ, đá quá trời luôn anh em ơi. Ôi ôi, tiếc là tiếc cái nón bít mom thôi, 200 nón mình đã ra đi. Còn 200 nữa anh em, ráng cố gắng tuần này mát 600 nổi không? Không biết nữa. Mua thêm bên này luôn nha anh em, mua thêm 10.000 bên này luôn nha. Rồi, sẵn để chúng ta lấy nón là một nè, cái thứ hai nữa là lấy nước mắt, cái thứ ba nữa là quay siêu cấp anh em, su quay siêu cấp. À, chắc là mình đủ su quay luôn rồi đấy. Coi nó trả về thư chưa, ở đây nè. À, mỗi ngày thì nó cho chúng ta một ít quà ha. Mỗi ngày thì nó cho chúng ta một ít quà, qua ngày mai thì chúng ta nó cho thêm nha anh em. Chủ yếu là lấy thêm nón thôi, chắc chắn anh em nào mà chơi nón thì bắt buộc là phải mua thấp hai cái nến rồi. Rồi, để coi tuần này xả kim cương hơi bị nhiều á nha. Để coi coi kim cương mình xả được tới đâu rồi anh em. 26.000 rồi anh em. Ráng cố gắng ở cái mốc 30.000 này để lấy cái số toán ngẫu nhiên nè anh em. Ráng ở cái mốc đó thôi. Mà chắc chắn là đụng rồi. Bởi vì tiền Sanji mới có là 9.000 mì ý à. Tuần này lấy L2 nữa thì ối dồi ôi anh em ơi. Thốn thốn. Rồi, ok. Đó là cái phương hướng của cái ẹt của mình ha anh em. Về cái tuần này, nói chung là tuần này là chơi là bài bản luôn anh em. Rồi, vô xả cái pháo đi anh em ơi. Đang có 535 cái pháo luôn anh em. Chuyến này là chúng ta lấy lại thùng với lại kim cương ha. Với lại cốc bi vàng nữa nè anh em. Ơi, ở bên này anh em. Ở đây 5 thùng nè. Ở bên này nếu mà đợt này xả để mình coi coi là nếu mà 500
500 mấy điểm boss này á thì chắc là mình sẽ được tầm cỡ chừng wow, 5 hồng bia nữa, tuyệt vời anh ơi. Chắc là mình lại đổi được một cuộn L2 luôn á anh em. 5 hồng bia nữa, tuyệt vời anh ơi. Trời ơi, liên tục phê. Trời ơi, cứ thùng bia trả về là em thích rồi. Đừng có cốc bia hay là quà boss gì cả, cứ thùng bia mà nhảy vô trong mặt em thôi, chết tôi rồi. Ngưng rồi anh em ơi. À, nông dân không dễ có mấy cái điểm này đâu nha anh em. 5 thùng bia. Lấy lại thùng bia mấy hồi lắm em, 5 thùng bia tiếp nè, tuyệt vời. Rồi. Cứ 5 thùng bia liên tục cũng được, không sao. Đó. đã. À, còn cái shop Akanu thì đang tính lấy cuộn L1 đây anh em. Đang tính lấy cuộn L1 thêm để build con build led lên, nhưng mà bây giờ đang có lấn cấn là bây giờ cho build led vô thì dục ai ra nè. À, cho sạn hắc ẩn vô thì dục ai ra đây anh em. Nhiều khi là gọi chúng ta dục ra thì phí quá. Ô ngon, 5 thùng bia. Hay da, nên là nó hơi khó khăn về cái mặt gọi là build tướng một tí. Mà lỡ build con build led lên E3 rồi anh em, lẽ không để dục nó đúng không? Để dục nó phí cùng là một của tôi tích từ bữa tới giờ. Billet này chắc chắn thay thế vị trí của rổ banh nô rồi đó. Rồi thùng bia đâu hết rồi ạ? Đây chứ đâu, nằm cái nãy giờ chắc cũng được vài chục thùng bia rồi đó anh em. Đây nữa nè, ôi đã ghê đó anh em. Ok. Rồi hết rồi đó anh em, để coi coi. 26 điểm anh em. 26 điểm là dư mua một cuộn L1 rồi ha. Cuộn L1 là 25 điểm. Nhưng mà bên này thì mình đang là muốn mua là mấy cái rương may mắn với lại cái rương kim cương đây anh em. Thì anh em comment ở dưới coi là nên mua cái gì để mình biết mình mua anh em ha. Rương kim cương, rương may mắn Saji hắc ẩn hoặc hay là cuộn L1 anh em. À, này là tùy anh em thôi. Hay chà, còn mấy cái bảo vật này thì lắc đầu nha anh em. Mấy bảo vật này thôi lắc đầu rồi. Chiến trường chua cày nữa anh em ơi, chiến trường chua cày nữa. Bây giờ ôi bên này nè, 360k chúng ta được tới 3 con Saji hắc ẩn luôn anh em, ngon ghê luôn á nè. Hay da. Nhưng mà nạp á, game này mà nạp á thì nó mất cái vị thế gọi là nạp đầu anh em ơi. Nó mất hay đi nên là để mình coi đã. Coi là như thế nào. Rồi để coi coi vô trong này mở mấy cái tài nguyên trong này luôn nha anh em, nhiều lắm, 26 điểm boss nè. Ừ, có thêm xu siêu cấp. Để tuần này xả thêm, để mình xả một vòng xu siêu cấp được đó anh em. Để tối nay rảnh xả luôn, mai sẽ có kết quả cho anh em ha. Trời ơi, rương nghề, má ơi, dữ liệu không hợp lệ. Ít ít thì nó mở anh em, còn nhiều quá nó kêu là dữ liệu không hợp lệ. Ít đó thì nó cho mở, mà mở lần có 100 à, 3000 mấy nhiều quá, nó không cho mở nhiều anh em. Rồi, mấy cái này để đây đi. Rồi, bây giờ sẽ lên con Nami Wano E5 nha anh em. Đủ rồi, vừa đủ luôn ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Rồi, cuối cùng thì cũng đã full E5 anh em ơi. Tính ra full E5 là tại vì mình không muốn rồi đó anh em. Mình không muốn full E5 nhanh thôi đấy chứ. Chứ nếu mà nông dân chơi tầm này có 5 tháng là full E5 từ đời đĩa rồi anh em mình thì úi cha, không đủ luôn bà nội cha, nó thốn dữ vậy. Tại mình chơi cà rê anh em nên là chưa có full E5 được ấy. Chứ đáng lẽ ra là full E5 là phải từ trước rồi, lâu rồi. Phải cả tháng trước là phải full E5 rồi. Mà mình chơi cà rê. Rồi, ok. Ủa, con Nami này tại sao lại cộng công ta phải tóc chứ. Rồi khi mà lên e quên cộng mấy cái bên này luôn anh em ơi, vải trưởng thật. Đấy. Bảo vật thì chưa có bảo vật xịn cho nó nữa nè. Tóc máu thì ok rồi nè anh em. Rồi ok ha anh em, bây giờ lên cho nó haki nhẹ nhẹ thôi. Lên cho nó cái Goma chứ. Lên Goma full đó anh em mới lên lon được nha anh em phải lên đều là 6 con, nói chung là phải lên đều giống nhau 6 con. Mình đang dồn Goma cho con cho thằng lù anh em.
Thôi, tới đây thôi được rồi. Để dành mấy cái điểm Goma này đi. À, mình đang lên Goma full cho thằng Lù và thằng Dỗ. Đang thiếu lon 3 thôi. À, để mình coi. Đang lên cho thằng Lù với lại thằng Dỗ để mà đi cái vực thẳm này anh em. Vực thẳm đợt này chắc mình ngưng quá anh em ơi. Đi không nổi nữa rồi. Vô đánh mà tụi nó có headshot không à thì lấy gì đánh anh em. Còn đúng 1 sao 1 chơi tướng cùng hệ đó. Chịu không nổi ha nè. Có ông Gunman kêu là chơi hai thằng Lù, Wano, E5 thì may ra qua. Nhưng mà mình nghĩ chắc không nổi đâu anh em ơi, không nổi đâu. Bên kia nè, con Billet nó đấm cho một cái nè. Bốp, banh chành. Dễ gì qua anh em má ơi, quỷ không. Mình cắm auto đi một mấy tiếng đồng hồ luôn anh em. 2-3 tiếng đồng hồ luôn mà không qua nổi không luôn, không win ngày qua ngày luôn á nha. Mà không win nổi là không win nha anh em. Chắc là bỏ cuộc quá anh em ơi, chắc mình bỏ cuộc quá. Biết anh em qua bằng cách nào, có ông kêu là lấy thằng Lù, lấy thằng Lau Wano rồi chơi full tướng chính xác. Nhưng mà cái dàn tướng của mình thì đâu có đủ full tướng đâu anh em. Được đúng mỗi mình nó là hệ chính xác thôi. Đó là hệ thằng Lù là hệ gì ta? Lù là hệ gì anh em nhờ? Đúng nó là một hệ thôi à anh em. Lau chứ, Lau Wano chứ. Đó, uầy. Xém win chứ bộ ha, chứ phải không win ha, xém thôi. Nó là hệ để mình coi. Tự nhiên quên ngang ta. Ờ đúng rồi, chính xác anh em. Chính xác. Hay da. Đó anh em, nè. Cái dàn tướng này sao mà qua nổi. Lâu thì nói chung là nó trẻ một cái thì có bên kia có người chết đấy, nhưng mà không có đam giết anh em ơi, không có đam giết tụi nó, phải có gia shop đồ các thứ may ra bắn được. Mà cũng khó qua lắm anh em. Nên là cũng khó khăn ở trong cái việc là đi bên này. Để mình chuyển lại gom A của từng đứa đi nè. Vẫn ưu tiên thằng Lau Wano trước ha, sẽ trả lại gom A cho từng đứa luôn đi. Bữa giờ mình tách ra đồ các thứ tùm lum hết để đi mấy cái vực thẳm nè. Lẽ bây giờ up gia shop lên, trời. Tướng mới ra thì nó cũng không có trùng với lại cái Goma nữa nè. Không có trùng với lại cái hệ để mà còn gánh cái bực thẳm nữa anh em, nên là nó cũng hơi khó. Ồ, càng lên càng tốn rồi là mấy cái lính chì anh em ơi. Tốn 10 sao quá. Vẫn ưu tiên cho thằng Lau tóc cao hết nhất có thể ha anh em. Ok. Lau thì lên máu cho nó sâu, lên tóc nè. Rồi, để dành mấy cái điểm Goma này để up mấy con nhỏ nhỏ đi nè. Lù nữa nè. Lù là phải up lên lại nè. Mấy cái lon thì chủ yếu là lên Goma xong rồi để mua mấy cái lon đó nè. Đây, lon này, lon ấy, thằng Dỗ lên chưa ta? Dỗ, Dỗ tới lon rồi, là lon gần cuối luôn rồi, ghê vãi. Nhưng mà thôi, tách ra luôn đi, cù, trả đây. Yamato nữa nè anh em. Yamato gỡ Goma luôn rồi. Rồi Yuta gỡ Goma luôn rồi, hèn gì thấy nó nhiều nhiều. Hèn thấy nó nhiều nhiều, rồi. À, xong thằng Lau rồi ha, người ưu tiên lên tiếp là chắc là Lù đi, Lù lên Goma 2 đi nè. Chung là đang còn rất là thiếu cái nước mắt nha anh em. Đang rất là thiếu nước mắt. Rồi, ok.
Rồi lên Yamato nè. Đó, phải build Goma đồ các thứ rồi mới đi BK với anh em lại chứ mà. Nhưng mà bây giờ đang thiếu mấy con quỷ 10 sao đây nè anh em. Nó phải muốn lên là lên đâu. Rồi, thiếu Long 1 ha. Mấy con này thì để mình lên nhẹ nhẹ thôi. Yuta nữa nè. Chiến này chắc nếu mà chơi sạn là bỏ Yuta ra quá anh em ơi. Yuta cho xuống đội hình 2. Ôi hết luôn rồi anh em. Thôi dỗ khỏi lên luôn đi. Mới lên được con Nami rồi tới đây rồi. Đó, nói chung là thiếu thiếu mấy con food nha anh em. Thiếu mấy con food 10 sao đó. Phải cần nhiều lắm chúng ta mới lên được gương ma thêm ha anh em. Khổn. À đang có thẻ huyền bí thì xả thẻ huyền bí thêm đi. Đó thì tuần này có rất là nhiều cái để mà chơi nha anh em. Nên là cắt gẫm một tí. 4.300 anh em ơi. Mở tiếp ha. Yeah, trúng. Trời ơi, mới vô phát đầu trúng luôn. Hy vọng là 4.000 mấy cái thẻ huyền bí này anh em thì mở được cái ô bên này luôn. Tăng cái ô, cái ô này hình như ô cuối rồi anh em ơi. Nó mở lục thức rồi luôn nè. Chết rồi. Tàn xịt không là chết tôi rồi. Ý, yeah, trúng còn hai ô hai bên anh em. Hai ô hai bên. Khó quá, khó quá. Shira Hoshi này mình dướng lâu lắm rồi, yes. Một cái, rồi còn một ô ngay góc nha anh em. Má ơi mấy cái nhát cuối con này ngay góc quá đây em đau lắm anh em ơi. Bấm cái là mất 600. Rồi, ôi, khó khăn, khó khăn. Yeah, ngon. Ôi, ôi, Shira Hoshi xong rồi nha anh em, tuyệt vời. Anh em, à, rồi, bây giờ tới vợ hụt của thằng sạn. Tới vợ hụt thằng sạn. Ốt cái đầu mình mở xong rồi nè. Cái hai trời ơi bà chị. Hay da bà chị kiểu này chết tôi rồi anh em ơi. 100 trả về. Ôi ôi chết rồi. Cho em mé dưới đi. Mé đỉnh đỉnh á. Ôi hết bà nó rồi cho gì nữa. Ờ thôi vậy cũng được rồi ha anh em. Ồ rồi nay mở album cũng ok ghê á anh em. Để mình coi coi được mình còn bao nhiêu con 10 sao nè. Đây ba con. Lên đủ hay không ta. Ưu tiên lên một trước ha anh em. Lên một trước đi. Còn con Yuta chưa lên nè đúng không? 5 con, trời vừa đủ luôn nè. Vừa đủ lên 1 luôn nè. Rồi còn quỷ rỗ nữa nè anh em. Quỷ rỗ cho nó lên luôn đi. Khi nào mà tách ra thì tách sau anh em. Bởi vì nó phải lên để mà mua mấy cái lon Goma nữa. Rồi bây giờ thiếu 5 con 10 sao, 5 con 10 sao. Rồi, cái này để mình tính sau đi anh em. Rồi thì đó là cái video ngày hôm nay ha, cũng đã xả tài nguyên được các thứ rồi thì nói chung là hạt của mình là như vậy đó anh em. Tầm hết event thì ráng cố gắng được những cái móc mình cần để tích thêm 200 nón bitmom nữa chơi. Thốn quá. Rồi ok thì đó là video ngày hôm nay. Chúc anh em một ngày cuối tuần thật vui vẻ cũng như là ủng hộ kênh của mình ha. Anh em thấy hay hãy cho mình một like xin giỏi kênh cấp rất nhiều nha.